Chào mọi người, đây là biển hồ nước nước mặn Vinhomes Gia Lâm. Mình hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, đứng tại căn biệt thự HA0165. Bên tay phải này chính là cái đường ra phố đi bộ. Phía xa chính là Vincom Megabo, Vinhomes Ocean Park. Vincom lớn nhất của Vingroup xây dựng ở Việt Nam. Đây là khu vực biển hồ 6,1 hecta tại Vinhomes Ocean Park. Hiện tại đang là 17:12 ngày 31 tháng 12 2019. Hiện tại dự án đang lên đèn rồi. Đó. Phía vòm, máy vòm bằng màu vàng bạc đây chính là khu Cá Heo, quảng trường Cá Heo. Bên kia phía xa chính là biệt thự Ngọc Trai và các cái tòa chung cư. Các cái tòa chung cư phân khu Sapphire. Phía dưới là biệt thự Ngọc Trai. Đây mình đang đứng ở ban công tầng 3 căn biệt thự Hải Âu. Đó. Đây là toàn bộ biển hồ nước mặn đã khai trương vào 24 tháng 12 rồi. Giá vé dự kiến với những khách hàng mà không phải là cư dân của khu đô thị sẽ khoảng 600.000 một lượt. Đây là biển hồ nhân tạo do tập đoàn Lagoon của Mỹ thiết kế, chuyên làm về các cái hồ nhân tạo tại các khu nghỉ dưỡng, resort ở trên thế giới. 6,1 hectare. Phía các bạn đang nhìn đấy là khu biệt thự song lập và đơn lập san hô. Phía sau chỗ biệt thự đấy chính là cái đường 40m sẽ mở rộng vào năm 2020 và nối thẳng ra cái nút giao Cổ Linh. Phía bên trái hồ đây chính là khu nhà phố thương mại san hô, vị trí kim cương của dự án. Còn biển hồ này thì cát màu vàng, không rõ là chủ tư có chảy cát màu trắng không, hiện tại đang là màu vàng và mình nghĩ là sẽ để cát màu vàng. Còn bên biển hồ nước ngọt bên kia thì sẽ đã dùng cát màu trắng trở từ Khánh Hòa ra. Lòng hồ này thì được đổ bê tông khối, kết cấu sẽ thoải dần ra giữa. Độ sâu thì theo mình nghĩ thì nó khoảng 3m, 3 đến 5m ở giữa. Thì sau khi mà hoạt động thì sẽ có những cái khu phao để phân khu, ví dụ trẻ em, người lớn, những cái chỗ sâu ra để khai thác khi mà đưa vào khai thác thương mại. Quang cảnh biển hồ đang dần về xế chiều về đêm rồi. Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao ngày cuối cùng của năm 2019. Hiện tại công trường của Vingroup tại Vinhomes Ocean Park đang thi công cũng rất là nhộn nhịp. Mặc dù trời
hơi có chút mưa mưa bụi và khá là lạnh. Mặt đường bên phía dưới vẫn còn ướt đấy. Hy vọng vào khoảng 31, dự kiến 31 tháng 3 2020 thì Vincom Megamo của Vingroup tại Vinhomes Ocean Park sẽ khai trương mở cửa đón khách. Hiện tại công trình đang hoàn thiện đến phần mái rồi. Và sang đầu năm 2020 thì hàng loạt các công trình trọng điểm của dự án sẽ khánh thành và khai trương, như trường đại học Vinuni. Vingroup hướng đến là top 50 trường đại học mà đẳng cấp nhất của thế giới, nơi mà giới tinh hoa của Việt Nam và của thế giới hội tụ ở đây. Đạt hai tiêu chí, một là gia đình có điều kiện, hai là học giỏi thật, tài năng thì sẽ là giới tinh hoa. Ở đây thì Vingroup xây dựng nên một thành phố như một quận Hoàn Kiếm thu nhỏ. Biển hồ nước mặn này chính là Hồ Gươm. Ở đây thì cũng sẽ có cái khu phố đi bộ Hải Âu và được xây dựng bằng các cái căn shop house thương mại dịch vụ xây 5 tầng. Có thể coi đây là Hà Nội, một Hà Nội thu nhỏ, có trung tâm thương mại, có trường học VinSchool, có đại học VinUni, có hồ. Ở đây thì biển hồ nước mặn này sẽ đại diện cho Hồ Gươm, trung tâm của dự án. Và biển hồ nước ngọt bên kia sẽ là Hồ Tây. Có thể là chúng ta tạm coi như vậy. Hiện tại thì chủ đầu tư đang mở bán các phân khúc chung cư Sapphire, chung cư cao cấp Ruby và các phân khu về thấp tầng là biệt thự và shop house thương mại. Chung cư thì giá sẽ dao động từ khoảng 28 đến khoảng 42 triệu một mét, tùy thuộc vào vị trí và từng phân khu. Đầu năm 2020, dự kiến khoảng tháng 3 2020, tháng 1 đến tháng 3 sẽ bàn giao loạt chung cư mà chúng ta đang nhìn thấy ở trước mắt, chính là khu chung cư Sapphire. Sau đó thì sẽ bàn giao các phân khu thấp tầng như phân khu đảo Ngọc Trai, phân khu San Hô. Giá bán hiện tại của các shop thương mại dịch vụ phố đi bộ Hải Âu sẽ dao động từ khoảng 9 tỷ đến khoảng 15 tỷ một căn. Diện tích sẽ dao động từ khoảng 70-80 m² đến khoảng 177 m², xây 5 tầng, bàn giao hoàn thiện mặt ngoài như là một dãy shop house điển hình đây ở biển hồ thương mại như thế này. 5 tầng, 2 tầng mới dưới sẽ là cho thuê, ở 3 tầng trên thì sẽ để ở hoặc là kinh doanh lưu trú. Nếu mà giả sử mà trời trong thì nó video đẹp hơn ngoài. Trời nó hơi tối.